À, mid. Rồi, ok. Được quan sát với những võ sĩ tên tuổi Hàn Quốc thì Lộc được cảm thấy thế nào? Khi mình sparring với những cái người gọi là họ chuyên nghiệp á, thì học được cái nhịp, cái timing, gọi là cái timing của họ. Thì đó là một cái sự mà may mắn để mình có thể học hỏi, để mình nâng cao cái chuyên môn mình hơn. Thì qua vừa rồi thì mình cảm nhận được cái nhịp của bạn đó rất là tốt. Tại vì đó là sự khác biệt của một võ sĩ mà chuyên nghiệp, họ có đầy đủ những cái người support, một cái team thi đấu thì họ sẽ tập được lên một cái đỉnh rất là cao. Và hiện tại Việt Nam mình đang chỉ là mới, cho nên là chưa có đầy đủ một cái team để mình có thể build được một võ sĩ chuyên nghiệp như những các bạn Hàn Quốc vừa đây. Thì những cái trận đấu như thế này thì chắc chắn là nó cũng có ý nghĩa giống như một buổi sparring này rất lớn đối với Lộc trong quá trình chuẩn bị cho trận chung kết ngày 26 tháng 11 tới. Dạ, chứ tất nhiên rồi. Tại vì cái võ sĩ chuyên nghiệp và ta được đào tạo một cách bài bản á, thì họ có một cái nhịp đó rất, hồi nãy em có nói là cái timing á rất là tốt. Cho nên là mình học được cái timing đó thì mình sẽ phát triển thêm một bậc nữa. Camin nhưng mà khoảnh khắc thời gian mà ra đòn quyết định ấy. Dạ thì đúng rồi. Như là trong những cái trận đấu vừa qua và đặc biệt là cái trận bán kết ấy, dạ. Thì phải chăng đó là một trong những cái timing của dạ, đó là một cái timing và vừa một cái kế hoạch, cái chiến thuật của sư phụ. Tại vì sư phụ Johnny á, đã đọc được cái điểm hở của bạn đó, cho nên là mình tập theo cái nhịp đó. Nên đây thì Trần Quang Lộc có thể khẳng định lại một lần nữa thì Johnny Trí Nguyễn thì có cái ảnh hưởng thế nào tất cả từ tinh thần cho đến chuyên môn đối với con đường võ thuật của Trần Quang Lộc? Sư phụ là vừa là người anh mà vừa người cha mà vừa là người sư phụ thì thực ra em với sư phụ rất là ít nói chuyện, nhưng mà ngấm ngầm rồi đó sẽ hiểu nhau, hiểu được sư phụ muốn gì, sư phụ biết được mình cần cái gì. Đó là đúng rồi. Thế Trần Quang Lộc đánh giá thế nào về các võ sĩ Hàn Quốc trong cái quá trình sparring này? Mấy bạn rất là tập luyện, rất có bài bản luôn. Cho nên là Việt Nam mình nên có những cái team gọi là đầy đủ võ sĩ, đầy đủ hạng cân, đầy đủ những cái người cùng đam mê để có thể đưa được cái MMA Việt Nam nó lên cao. Và hơn nữa là đưa vô cái phần chuyên nghiệp. Qua quan sát sparring vừa rồi thì Lộc thấy các lò của Liên Phong là mình nói riêng và của Việt Nam mình nói chung, như ở sự kiện AFC 21 vừa rồi thì cái điều gì còn thiếu tại của các võ sĩ Việt Nam? Cái võ sĩ Việt Nam cần thiếu nhất là một cái team huấn luyện. Tại vì cái team huấn luyện đó họ sẽ tập trung vào phần chuyên môn của từng võ sĩ, họ sẽ bắt được những cái điểm mạnh và điểm yếu của võ sĩ của mình. Cho nên là khi mà họ tập luyện nó sẽ đúng hơn cái điểm cần. Còn nếu như mà chúng ta tập chỉ có tập chỉ vô một nhóm rồi tập xong buổi tập là xong á, thì nó sẽ không đi tới đâu cả. Cho nên là mình cần một team huấn luyện viên thật sự để đưa được cái MMA Việt Nam lên chuyên nghiệp. Có một số khán giả của anh nói rằng là võ sĩ của Việt Nam mình thiên về đánh đứng hơn đánh nằm. Và rõ ràng điều đó bộc lộ rất rõ ở các trận đấu với AFC 21 vừa rồi, tại các võ sĩ Việt Nam mình đa phần là đều thua và thua rất nhanh ở những cái đòn wrapping. Thì quan điểm của Lộc về cái nhận xét đó như nào? Thật ra thì mọi người, nếu mà mọi người đi chuyên sâu hơn để tìm hiểu sâu hơn nữa thì những cái bạn mà đánh vừa rồi thì cũng là những bạn bên kickboxing hoặc là Muay Thái hoặc là boxing qua thôi, cũng chưa thực sự là gọi là MMA chuẩn MMA. Cho nên là đánh vừa rồi thì đương nhiên mình chuẩn bị đầy đủ thì mình sẽ tốt hơn. Em không có hỏi nào hết rồi đó. Trở lại với lane MMA một chút thì chung kết sắp tới thì anh Lộc sẽ gặp lại Camin. Theo như em còn nhớ thì khoảng 4 năm trước anh Lộc và Camin có chạm trán nhau và lúc đó anh Lộc đã thắng bằng điểm. Thì hồi tại vòng loại Việt Nam phỏng vấn Camin thì anh Camin có nói rằng là trong thời gian vừa qua Camin đã chuẩn bị rất là tốt và đã có thành tích rất tốt trong khoảng thời gian đó và rất háo hức gặp lại anh Lộc. Thì anh Lộc có cái chia sẻ gì với đối thủ của mình trong chung kết? Mình sẽ đánh hết mình để có được cái đai đầu tiên tại Việt Nam. Đơn giản người ta. Ok, còn câu hỏi nào không? Cảm ơn Lộc nhiều. Cảm ơn mọi người. Đến thì